Tổng Bí thư Tô Lâm có sự thụt lùi trong vấn đề cải cách thể chế bởi lý do gì? Mục tiêu cao nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải nắm được quyền lực tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc hay ông Putin bên Liên bang Nga hiện nay. Đây là điều kiện tiên quyết cần phải có để ông Tô Lâm tiến hành một cuộc đổi mới lần thứ hai. Nghĩa là ông Tô Lâm phải nắm quyền Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Tuy nhiên, việc ông Tô Lâm vào trung tuần tháng 10 năm 2024 đã phải chấp nhận nhường quyền Chủ tịch nước cho người khác. Điều đó cho thấy đây là sự thất thế của ông Tô Lâm. Rõ ràng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra nguyên nhân bao trùm là do thể chế và đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Như trên thực tế, Tổng Bí thư Tô Lâm buộc phải quay sang thực hiện vụ việc tinh gọn bộ máy nhà nước và coi đó là yêu cầu tất yếu buộc phải làm. Đây được coi là một bước đệm, đồng thời cũng là một cuộc đại phẫu để tạo ra một hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Trên mạng xã hội đang lan truyền cái gọi là phương án sát nhập một số cơ quan của chính phủ và các ban của đảng. Theo đó, sát nhập Bộ Tài chính với Bộ Kế hoạch Đầu tư, sát nhập Bộ Tài nguyên Môi trường với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sát nhập Bộ Xây dựng với Bộ Giao thông Vận tải. Tin đồn vừa kể trên được công luận đồng tình và cho rằng nếu phương án kể trên được thực hiện, đây sẽ là một bước đột phá và đây là tiền đề của một cuộc cách mạng cải cách cả hệ thống chính trị tại Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, không tinh gọn bộ máy thì đất nước không thể phát triển được. Một loạt câu hỏi đã được công luận đặt ra đó là tại sao một siêu cường như Hoa Kỳ chỉ có Tổng thống và một Phó Tổng thống và nội các là các bộ trưởng hay chính phủ của quốc gia phát triển ở châu Âu cũng như vậy? Tại sao họ ít lãnh đạo thế mà họ quản lý đất nước hiệu quả và phát triển đến như thế? Câu trả lời là bởi vì họ làm đúng việc của họ trong mô hình nhà nước nhỏ, xã hội lớn. Ông Tô Lâm cũng từng đưa ra yêu cầu lãnh đạo đảng, chính phủ, quốc hội phải thực hiện đúng vai trò và không làm thay theo kiểu lấn sân. Được biết, bộ máy chính phủ Việt Nam hiện nay đang có tới 30 đầu mối, bao gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc chính phủ. Trong khi đó, ở Trung Quốc với dân số 1,5 tỷ dân cũng chỉ có 25 bộ, ở Cộng hòa Liên bang Đức cũng chỉ có 14 bộ, Nhật Bản có 12 bộ. Tại sao để một tình trạng bất hợp lý như vậy kéo dài hàng chục năm qua tại Việt Nam? Đây là câu hỏi được đặt ra. Theo giới chuyên gia, chính phủ Việt Nam nên tinh gọn hơn nữa để chỉ còn khoảng 15-16 bộ là hợp lý. Điều đó phù hợp với xu thế chung của đất nước và các quốc gia hiện đại nhất, giàu có nhất hiện nay họ cũng chỉ có khoảng 10-12 bộ. Một câu hỏi được đặt ra đó là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm có phải là biểu hiện của sự thụt lùi trong vấn đề cải cách thể chế hay không? Theo một số nhận định, việc cải cách thể chế dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm đang gặp nhiều thách thức và có thể không đạt được kết quả như mong đợi. Theo một số nhà phân tích, việc để tồn tại bộ máy hành chính cồng kềnh còn là một kênh nhằm để bảo vệ chế độ. Nếu không có những thay đổi về căn bản về thể chế chính trị, thì khó có thể đạt được những cải cách thực chất và hiệu quả. Nhưng đã là một cuộc cách mạng, sẽ không tránh khỏi sự thiếu đồng thuận trong nội bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi lý do, việc sát nhập, giải thể các đơn vị tổ chức ở các cấp sẽ ảnh hưởng đến quyền lực, quyền lợi của một bộ phận không nhỏ, các lãnh đạo cấp cao hiện nay. Việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam là hợp lý hay chưa? Vào ngày 22 tháng 11, Quốc hội Việt Nam thảo luận về dự luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đã nêu ý kiến thấy rằng việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với máy điều hòa nhiệt độ như hiện nay là đẩy lùi sinh hoạt của người Việt Nam về 40-50 năm trước đây. Theo đại biểu Nghĩa, hiện nay người lao động tại các khu nhà trọ cũng phải lắp máy lạnh để sử dụng cho gia đình. Với một nước nhiệt đới như Việt Nam, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với máy điều hòa có hợp lý hay không? Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Minh Hoàng nêu ý kiến rằng vào năm 1998, máy điều hòa từng bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt là 20%, nhưng tới năm 2008, nhà nước đã thấy không hợp lý nên kéo xuống còn 10%. Tương tự, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cũng nêu cái vấn đề cần áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm xăng dầu ở mức thấp nhất như có thể. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, mặt hàng xăng dầu hiện nay không phải là mặt hàng xa xỉ thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các đại biểu Quốc hội đều đồng tình thấy rằng dự thảo sửa đổi luật tiêu thụ đặc biệt lần này cần phải đưa máy điều hòa và một số hàng hóa liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động ra khỏi danh sách chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì mới hợp lý. Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu áp dụng với một số hàng hóa và dịch vụ mang tính chất xa xỉ với mục đích nhằm hạn chế tiêu dùng để điều tiết sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng của xã hội, đồng thời tăng thu ngân sách cho nhà nước. Nhà nước Việt Nam tăng thuế tiêu thụ đặc biệt
nhằm điều tiết sản xuất và tiêu dùng với mặt hàng có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá để tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng thiết yếu cho dân sinh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, đã gây tranh cãi về tính hợp lý của nó. Ví dụ như năm 2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đề xuất này thiếu căn cứ, nhất là khi điện thoại di động là mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hiện nay. Hay vào đầu năm 2004, việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đã làm tăng giá xe hơi, khiến mức lạm phát cao trong năm đó. Công luận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam đã xác định là nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng trên thực tế, khi nhà nước đưa ra các chính sách liên quan đến vấn đề kinh tế xã hội, nguyên tắc của dân, do dân, vì dân vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ để đảm bảo quyền lợi của người dân. Theo đó, những hàng hóa xa xỉ như ô tô, tàu thủy hay hàng hóa không được khuyến khích tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá cần phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt là điều cần thiết. Trong khi đó, xăng dầu là mặt hàng hết sức thông thường, người dân tiêu thụ hàng ngày và không phải là hàng hóa xa xỉ. Tại sao nhà nước đã đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu, trong khi các sản phẩm rượu, bia, thuốc lá ở Việt Nam lại thuộc loại rẻ nhất trên thế giới? Mới đây vào tháng 2 năm 2023, trước kiến nghị bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu, Bộ Tài chính Việt Nam cho biết việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt là phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như xăng dầu cũng là nhiên liệu không tái tạo, cho nên cần phải thu thuế tiêu thụ đặc biệt để buộc người dân phải sử dụng tiết kiệm loại năng lượng này. Theo giới phân tích, việc Việt Nam tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm tăng thu ngân sách là điều cần thiết, nhưng cần phải tính toán kỹ lưỡng vì việc tăng thuế sẽ gây tác động tiêu cực đến cuộc sống của đa số người dân và cả nền kinh tế đất nước. Bài học cho Thủ tướng Phạm Minh Chính: dự án kênh đào Phú Nam Techno nhận trái đắng từ Trung Quốc. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với vốn đầu tư lớn tới 67 tỷ đô la được đánh giá là lớn nhất ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Đến nay, về tiến độ, chính phủ đề xuất hoàn thành công tác báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và thiết kế vào năm 2025 đến 2026, khởi công dự án vào năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Cho dù lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nhiều lần trấn an rằng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được xây dựng bằng nguồn lực trong nước, không vay vốn từ nước ngoài, nhưng theo giới phân tích, Trung Quốc sẽ là nhân tố bí mật và sẽ lộ diện ngay khi có cơ hội thuận lợi. Bởi vì lý do ngoài Trung Quốc ra thì Việt Nam khó có thể tìm được một đối tác nước ngoài khác có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án trị giá gần 70 tỷ đô này. Về thông tin liên quan đến dự án kênh đào Phú Nam Techno, một dự án mà Trung Quốc đầu tư tại Campuchia với chi phí khoảng 1,7 tỷ đô la. Mới đây nhất, truyền thông quốc tế đưa tin công trình này đang dậm chân tại chỗ vì Trung Quốc đã mang con bỏ chợ, ngừng cấp vốn với lý do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc sắp gia tăng. Theo đó, nhà nước Campuchia đang phải nhận trái đắng các nhà đầu tư Trung Quốc đã kém mặn mà đối với dự án kênh đào Phú Nam Techno vào thời điểm hiện nay. Phải chăng cha con ông Hun Sen sau một thời gian hứng khởi quá mức nay đã có dấu hiệu sập bẫy nợ của Bắc Kinh? Đây cũng là một bài học cao cho Thủ tướng Phạm Minh Chính trong mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc. Dự án kênh đào Phú Nam Techno là một dự án đầy tham vọng của Campuchia nhằm giảm sự phụ thuộc về giao thông đường thủy của nước này vào các cảng của Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói Trung Quốc sẽ đóng góp 49% nguồn vốn đầu tư cho dự án và điều đó sẽ giúp quốc gia này tự thở bằng mũi của mình. Theo giới quan sát, sau lễ khởi công hoành tráng công trình kênh đào Phú Nam Techno vào ngày 5 tháng 8, hơn 3 tháng sau, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về khoản đầu tư của Trung Quốc và dường như không có tiến triển nào tính tới thời điểm hiện nay. Trong khi đó, theo giới phân tích, việc Trung Quốc thiếu cam kết rõ ràng về nguồn vốn có thể đẩy toàn bộ dự án vào tình trạng nguy ngập, đặc biệt là triển vọng tài chính. Trong khi Bắc Kinh đang cắt giảm đáng kể các khoản đầu tư ra nước ngoài, kể cả những quốc gia họ xem là đối tác chiến lược như Campuchia, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Công luận Việt Nam bày tỏ lo ngại về khả năng Trung Quốc tham gia đầu tư xây dựng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, với lý do đã có rất nhiều công trình do nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện tại Việt Nam gặp phải các vấn đề đội vốn, chậm tiến độ và chất lượng kém. Ví dụ điển hình là dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội, ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2013, với tổng mức đầu tư là 8,7 nghìn tỷ đồng, nhưng đến năm 2019 vẫn chưa hoàn thành, trong khi tổng mức đầu tư
đã tăng lên hơn 18.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn các quan ngại về việc Trung Quốc có thể sử dụng các công nghệ lạc hậu và đưa nhân công của họ vào Việt Nam, gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như an ninh quốc gia. Trước những lo ngại này, nhiều chuyên gia và người dân đã kêu gọi chính phủ Việt Nam cần thận trọng hơn trong việc lựa chọn nhà thầu, đảm bảo công khai minh bạch và ưu tiên các nhà thầu có uy tín, kinh nghiệm để tránh lặp lại những sai lầm như trong quá khứ. Theo giới quan sát, đã có không ít những nghi ngờ về sự áp đặt cũng như sự gấp rút của Thủ tướng Phạm Minh Chính vì cương quyết chỉ bàn làm, không bàn lùi. Phải chăng đã có sự thúc đẩy của ban lãnh đạo Bắc Kinh? Đây sẽ là một cái chết đã được dự báo trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin bài học cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự án kênh đào Phủ Nam Thách Hồ nhận trái đắng từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.